Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm gây kinh ngạc, khó hiểu. Dư luận và báo chí tại Việt Nam rất quan tâm đến giá kỷ lục trong phiên đấu giá 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới ở Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 12. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh hôm ấy cho biết 4 khu đất ở vị trí đẹp nằm cạnh đại lộ Vòng Cung, trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. 4 lô đất ấy có ký hiệu là số 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12. Đây là hình ảnh lô đất Thủ Thiêm được đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, gây kinh ngạc cho giới đầu tư bất động sản cả nước. Giá mua kỷ lục. Lô đất 3-5 được đấu giá đầu tiên diện tích 4.446m2 với khởi điểm là 578 tỷ đồng. Đơn vị trúng đấu giá lô đất 3-5 là công ty cổ phần Dream Republic với giá đấu giá thành công là 3.820 tỷ đồng, gấp 6,6 lần giá khởi điểm. Lô 3-8 diện tích hơn 8.500m2 có giá khởi điểm là 1.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần Shane Mega trúng đấu giá với mức kỷ lục là 4.000 tỷ đồng, tăng gần 4 lần với giá khởi điểm. Lô 3-9 diện tích hơn 5.000m2 có giá khởi điểm hơn 728 tỷ đồng. Công ty đầu tư và phát triển thương mại Bình Minh mua với giá 5.026 tỷ đồng. Lô 3-12 diện tích 10.000m2 giá khởi điểm 2.900 tỷ đồng. Công ty đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt mua được với giá 24.500 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 5 năm 2020, tin cho hay Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 lô đất này thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, quận 2. Tổng diện tích của các lô đất này là 30.082m2. Mục đích sử dụng các khu lô đất là đất ở tại đô thị, tức là khu nhà ở chung cư hỗn hợp kết hợp chức năng thương mại và dịch vụ. Hình thức sử dụng đất là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm tính từ thời điểm có hiệu lực của quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàn Minh, Công ty Đầu tư Bất Động Sản Ngôi Sao Việt và thành viên tập đoàn Tân Hoàn Minh. Và khả năng Công ty Tân Hoàn Minh như thế nào? Đây là câu hỏi mà dư luận cũng đặt ra. Công ty Đầu tư Bất Động Sản Ngôi Sao Việt mua lô 3-12 với giá 24.500 tỷ đồng, tức tương đương với 1,1 tỷ đô la, khiến lô 3-12 nay có giá trị tương ứng khoảng 2,43 tỷ đồng trên mỗi mét vuông. Đây là một thành viên của tập đoàn Tân Hoàn Minh. Trang Cà Phê Lan đặt câu hỏi Tân Hoàn Minh lấy đâu ra tiền để trả tiền mua đất khi tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản trên sổ sách của Tân Hoàn Minh là 20.052 tỷ đồng, không đủ 1 tỷ đô la. Và bóng dáng Vạn Thịnh Phát lại bắt đầu được khởi hành hay sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Lô đất từ 3-5 được công ty cổ phần Dream Republic mua với giá đấu thành công là 3.820 tỷ đồng, gấp 6,6 lần giá khởi điểm. Lô 3-8 được công ty cổ phần Zit Mega mua với mức giá 4.000 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với giá khởi điểm. Báo Nhà báo và Công luận, cơ quan của Hội Nhà báo Việt Nam vào hôm 13 tháng 12 cho rằng công ty Dream Republic và công ty Shen Mega đều có những mối liên hệ mật thiết với tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tức là tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo này viết rằng, nhìn vào kết quả kinh doanh eo uột của hai doanh nghiệp vừa bỏ hàng ngàn tỷ đồng để thâu tóm hai lô đất vàng tại Thủ Thiêm với giá trên trời, các chuyên gia cho rằng hai doanh nghiệp này khó có tiềm lực để thực hiện dự án. Và liệu hai doanh nghiệp này chỉ là vỏ bọc của một tập đoàn lớn không xuất hiện trong quá trình từng bước thâu tóm hàng loạt các vị trí vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Đây là hình ảnh bán đảo Thủ Thiêm ở thành phố Thủ Đức đã hình thành quy hoạch khá đẹp và rõ ràng. Về công ty thương mại Bình Minh, lô 3-9 do công ty đầu tư và phát triển thương mại Bình Minh mua với giá 5.026 tỷ đồng. Trang này tường thuật như sau. Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc Bình Minh là ông Trần Kiên, cũng là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp. Dưới sự chèo lái của ông Trần Kiên, Bình Minh đem về nhiều nhất là 2,5 tỷ đồng doanh thu vào năm 2016,
giảm về còn 1,9 tỷ đồng của năm 2018. Dù vậy, 2 năm trở lại đây, từ 2019-2020, doanh nghiệp như đóng băng khi còn không ghi nhận doanh thu nào. Công ty này đăng ký thành lập ngày 24 tháng 9 năm 2021 với tổng vốn điều lệ chỉ có 100 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính. Thật khó lý giải vì sao một doanh nghiệp mới thành lập với tiềm lực tài chính như trên lại mạnh dạn đưa con số hơn 5.000 tỷ đồng để sở hữu lô đất vàng ở Thủ Thiêm. Trang Vietstock nhận xét lô đất còn lại 3-9 có diện tích hơn 5.000 m² do công ty thương mại Bình Minh trúng đấu giá với mức 5.026 tỷ đồng, gấp 6,9 lần giá khởi điểm. Đây là công ty khá kín tiếng tại Hà Nội, mới chỉ được thành lập từ tháng 9 nên không loại trừ khả năng đứng tên hộ cho một doanh nghiệp khác. Và viễn cảnh về tương lai sẽ ra sao? Tờ báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định rằng, dù đây chỉ là một hiện tượng nhưng có khả năng tác động đến cả giá thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung. Nếu đẩy giá tăng quá cao thì sẽ tạo ra bong bóng thị trường bất động sản và nguy cơ dẫn đến đổ vỡ hay đóng băng của thị trường này sẽ gây ra bất ổn cho nền kinh tế. Đây là hình ảnh quang cảnh cho phiên đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm vào ngày 10 tháng 12. Còn trong trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá rồi nhưng không hoàn thành hợp đồng, ngoài việc bị mất tiền cọc thì tác động nói trên vẫn còn. Do vậy, đối với những doanh nghiệp đã trúng đấu giá trong vụ đất Thủ Thiêm, nếu không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau đấu giá thì phải bị xử lý nghiêm để tránh các trường hợp tương tự xảy ra vì đã gây ra hậu quả rất lớn. Đó là phải cấm các địa vị trên và kể cả những doanh nghiệp liên quan tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên cả nước trong nhiều năm và thậm chí vĩnh viễn. Đồng thời cũng không giao các dự án bất động sản cho những doanh nghiệp đó thực hiện trong một thời gian dài, ông Đính đề xuất. Trên trang Vietnam Express, thì ông Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia tư vấn cấp cao của công ty tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu, cho rằng bất lợi sẽ nghiêng về các nhà đầu tư mới đang có ý định muốn cập bến Thủ Thiêm để kiến thiết đô thị giai đoạn sau này. Nếu nhìn xa hơn thì giá đất tăng thẳng đứng gấp 8 lần sẽ triệt tiêu sức hấp dẫn của Thủ Thiêm vì trì hoãn quá trình phát triển của đô thị mới và khiến nơi này đã bị lũng đoạn giá, ông nói. Nhưng ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa, nói với báo Kinh tế và Đô thị rằng kết quả đấu giá của đất Thủ Thiêm mang nhiều ý nghĩa tích cực. Một khi doanh nghiệp chấp nhận bỏ ra số tiền rất lớn để đấu giá đất, đồng nghĩa họ đã nhìn ra được vị trí đắc địa và những tiềm năng tương lai của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh ông cựu bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là người khởi nguồn cho những sai phạm vô cùng nghiêm trọng ở Thủ Thiêm, khiến cho người dân Thủ Thiêm rơi vào cảnh đau khổ suốt 20 năm nay, đến nay vẫn chưa tìm được công lý. Cũng không thể phủ nhận tính minh bạch, khách quan của chương trình đấu giá 4 lô đất vàng ngày 10 tháng 12 vừa qua, vì không qua đó sẽ phản ánh giá trị thật của bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể là ngay tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thực tế giá đất ở đây cao vì doanh nghiệp đánh giá được giá trị thật của bất động sản khu vực này chứ không phải thổi giá mà không có cơ sở. Song việc đẩy giá đất lên quá cao cũng sẽ mang đến những mặt không thuận lợi cho thị trường bất động sản. Điển hình là kết quả đấu giá của những lô đất còn lại ở Thủ Thiêm sẽ rất khó khăn vì nếu thấp hơn cũng khó mà cao hơn cũng khó. Tức là trong tương lai, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải xem xét lại công tác định giá đất. Chưa kể hậu quả đấu giá đất vừa qua có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị trường bất động sản vì quá trình đấu giá khu đất tại Thủ Thiêm dự kiến vẫn còn kéo dài trong thời gian tới. Vô hình chung sẽ hình thành một mặt bằng giá mới do hiệu ứng té nước theo mưa gây ra cú sốc giá trên toàn thị trường. Tuy vậy, nếu căn cứ vào những bất cập này thì kết luận rằng phân khúc nhà ở bình dân sẽ bị bỏ trống là thiếu hợp lý bởi vì thị trường bất động sản tự do về giá, có giá cao và có giá thấp. Với khu vực Thủ Thiêm, đây là phân khúc chủ yếu dành cho nhà đầu tư, chỉ phù hợp với các dự án từ trung cấp trở lên, ông Quang nói. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tòa Hà Nội tuyên 16 năm tù đối với hai người lên tiếng mạnh mẽ về vụ Đồng Tâm. Phiên tòa sơ thẩm xử hai nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm diễn ra vẻn vẹn trong vòng có 4 giờ đồng hồ vào sáng ngày 15 tháng 12 năm 2021 với 16 năm tù được tuyên.
Đây là hai nhà hoạt động vì quyền đất đai lên tiếng mạnh mẽ trong vụ Đồng Tâm và cùng bị cáo buộc tội danh là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước theo điều luật số 117 của Bộ luật Hình sự. Ông Trịnh Bá Phương bị tuyên 10 năm tù giam cùng 5 năm quản chế, còn bà Nguyễn Thị Tâm thì chịu mức án 6 năm tù và 3 năm quản chế. Đây là hình ảnh hai nông dân dũng cảm giữ đất, đồng thời là nhà báo tự do đã đưa tin mạnh mẽ nhất về vụ Đồng Tâm. Bên trái là ông Trịnh Bá Phương, bên phải là bà Nguyễn Thị Tâm. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, luật sư Nguyễn Văn Miếng nhận xét như sau. Bản án này đối với ông Phương là quá nặng, còn bà Tâm là tùy theo nhận định thôi. Đối với những người này thì ra tòa họ không có nhận tội, thì một ngày tù cũng là nặng. Tòa xử án 6 năm thì người ta có thể chấp nhận, nhưng riêng bản án của Phương đến 10 năm là mang tính chất trả thù Phương, vì ông này như cái gai trong mắt của họ. Còn về tinh thần của hai nhà hoạt động trong phiên xét xử, luật sư Miếng cho biết như sau. Riêng Phương ra tòa thì rất là kiên cường. Phương ra tòa giống như một nhà hùng biện, thể hiện khí phách nhưng không phải theo kiểu chửi bới. Bà Tâm thì điềm đạm theo kiểu nông dân và không có gì xúc phạm hội đồng xét xử. Luật sư Lê Văn Luân tường thuật tại phiên tòa cho hay ông Phương nói rõ quan điểm chính trị của mình rằng cần phải đa nguyên chính trị, phản đối sự bất công của luật pháp và điều 4 của hiến pháp. Hai nông dân với những góc nhìn khác nhau tại phiên tòa cho thấy họ đã mang tinh thần và phong thái trang trọng hơn rất nhiều, với những câu trả lời không chỉ thấm đẫm lương tâm mà còn có sự thấu biết khá lớn về nhiều vấn đề. Luật sư Lê Văn Luân viết trên trang Facebook của mình như vậy. Mặc dù bị tòa ngắt lời nhiều lần, nhưng lời nói sau cùng của ông Trịnh Bá Phương trong phiên tòa được bà Trịnh Thị Thảo, em gái ông Phương, ghi lại trên trang Facebook cá nhân như sau. Tôi đấu tranh với mong muốn đất nước tôi không còn bị tình trạng hàng trăm người bị đánh chết trong đồng công an. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng người Việt Nam phải rời bỏ quê hương đi làm thuê ở xứ người qua những tổ chức buôn người với vỏ bọc xuất khẩu lao động. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn là tình trạng ruộng đất với bờ sôi ruộng mật là sinh kế của người nông dân bị Đảng Cộng sản cướp đoạt. Đây là hình ảnh ông Trịnh Bá Phương trong phiên tòa. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng đảng cử, dân bầu và người dân phải được bầu cử tự do. Và tôi đấu tranh để người dân chúng tôi không còn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức hèn với giặc, ác với dân. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng áp bức, bóc lột. Và tôi chống Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm chính nghĩa. Tôi không có tội với dân, với nước. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là tổ chức phản bội, bán nước, hại dân. Nhân dân và lịch sử sẽ phán xét tội ác của Đảng Cộng sản đã gây ra với dân tộc Việt Nam. Cũng trong phiên tòa, ông Trịnh Bá Phương đã tố cáo đã bị đánh đập, ép cung nhưng không được tòa xem xét. Ông Trịnh Bá Phương nói rằng, trong quá trình điều tra tôi bị tra tấn, đánh đập, ép cung. Có 4 người thay nhau đánh đập, đánh vào bộ phận sinh dục của tôi. Ngoài ra họ còn có hành vi tra tấn, đe dọa và gây áp lực tinh thần với tôi. Đó là vào các ngày 24 tháng 6 năm 2020, 25 tháng 8 năm 2020, mùng 9 tháng 9 năm 2020 và ngày 27 tháng 10 năm 2020, ngày 10 tháng 11 năm 2020. Và các điều tra viên liên tục thực hiện đe dọa tinh thần tôi sẽ đưa vào bệnh viện tâm thần, rằng mày không khai báo thì mày sẽ phải ở với những thằng điên. Ngày 25 tháng 12 năm 2020, bên an ninh điều tra đã dẫn một người đến giới thiệu là cán bộ của Bộ Công an. Họ đã liên tục đe dọa và áp lực tinh thần với tôi. Đây là hình ảnh nhà cầm quyền Hà Nội bắt giam cả ba mẹ con gồm ông Trịnh Bá Phương ở giữa, ông Trịnh Bá Tư và bà Cấn Thị Thêu. Riêng bà Cấn Thị Thêu đã bị họ bắt tù đến lần thứ hai. Những gì tôi nói là hoàn toàn đúng sự thật. Hôm tôi bị đưa xuống bệnh viện tâm thần, có ông Hoàng Hà làm kiểm soát viên. Cũng trong phiên tòa, ông Trịnh Bá Phương tố cáo đã nhiều lần bị chính quyền áp bức trước khi bị bắt giam, rằng trên 20 lần tôi bị bắt trái phép, bị lực lượng công an đánh đập. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, tôi bị bắt, đánh đập, bắt đưa lên xe. Ông Phương nói, tuy nhiên tòa không tỏ ý quan tâm những chi tiết này. Trong phiên tòa xét xử, không một người nhà nào của bị cáo được tham dự. Phía chính quyền thậm chí
còn bắt và kêu lưu toàn bộ người thân và người ủng hộ của hai nhà hoạt động khi họ đến Tòa án Nhân dân Hà Nội. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội quy kết hai ông bà Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm đã thực hiện việc phát trực tiếp các video, đăng tải các bài viết, trạng thái, chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân các nội dung liên quan đến sự việc ở xã Đồng Tâm. Những thông tin và nội dung này bị cho là đã xuyên tạc, bịa đặt tình hình diễn ra tại Đồng Tâm, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền, thóa mạ, hạ uy tín lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín danh dự của người khác, gây hoang mang trong nhân dân, nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mạng báo của Công an Nhân dân Việt Nam thì dẫn lời hội đồng xét xử nhận định rằng hành vi của các bị cáo gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đe dọa phá vỡ sự vững mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, gây ảnh hưởng đến uy tín và sự hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội, chính trị của nhà nước và từng địa phương. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Tâm trong phiên tòa. Cả ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm đều bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020. Ngoài ra, mẹ và em trai của ông Phương và bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư cũng bị bắt cùng ngày. Trước phiên xử, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam phải hủy bỏ cáo buộc mang động cơ chính trị đối với hai nhà hoạt động ở phường Dương Nội. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trịnh Văn Miếng tóm tắt lại phiên xét xử như sau. Về ông Trịnh Bá Phương, vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, ông Phương đã đăng hai livestream vào lúc 6 giờ 38 phút và 23 giờ 40 phút về việc Công an thành phố Hà Nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Facebook của ông có đăng và chia sẻ 43 bài. Ngoài ra, ông còn tàng trữ một quyển Cẩm nang nuôi tổ của tác giả Phạm Đoan Trang, nhưng tác giả lại không bị xử lý. Trong quá trình điều tra, ông giữ quyển im lặng nên bị cơ quan điều tra cho đi nhà thương niên một tháng để giám định tâm thần. Về bà Nguyễn Thị Tâm, đăng trên trang Facebook 6 video clip và 114 bài viết và chia sẻ, trong đó có các ngày 9, 10, 11 tháng 1 năm 2020, bà liên tục đăng tải các bài viết trạng thái chia sẻ về sự kiện tại Đồng Tâm. Đây là hình ảnh sau khi đưa 3.000 cảnh sát cơ động nửa đêm tấn công ở làng Đồng Tâm, hành quyết cụ Lê Đình Kình một cách dã man ngay trong phòng ngủ, thì nhà cầm quyền Hà Nội để tiếp tục mở phiên tòa tuyên án tử hình cả hai người của cụ Lê Đình Kình là Lê Đình Công bên phải và Lê Đình Chức bên trái. Họ là hình mẫu chung cho người nông dân bị mất đất tại Dương Nội. Khi thấy đồng bào Đồng Tâm lâm hoàn cảnh tương tự đã chia sẻ, kêu cứu giúp như truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, nhiễu điều phủ lấy giá hương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Không phải như kết luận điều tra đã viết rằng họ không có quyền lợi, lợi ích gì liên quan đến tại xã Đồng Tâm. Một văn phòng luật sư tại Hà Nội cũng đã tư vấn cho bà con Dương Nội khiếu nại đất đai theo quy định của pháp luật. Hiện còn hai vụ khởi kiện hành chính đang dang dở. Luật sư đã bị triệu tập làm việc. Trong phiên tòa, luật sư bảo chữa đã có kiến nghị những bất cập về giám định tư tưởng. Điều 117 Bộ Luật Hình sự và Luật Đất đai sở hữu toàn dân đã đẩy hai nông dân phản động yêu nước ra trước vành móng ngựa. Bên ngoài tòa, cách vài trăm mét, mãi tít đường Phạm Văn Bạch, thân nhân hai bị cáo đã không được tham gia phiên tòa và đã bị hốt về đồn cùng với bà con ở Dương Nội. Một phiên tòa án xét xử vội vã, liên tục, không nghỉ trưa, hạn chế phần tranh luận, không bình chiếu chứng cứ, không triệu tập người làm chứng và giám định viên tư tưởng, nghị án trong 10 phút và tuyên một bản án 16 năm tù cho hai nông dân như chạy đua với thời gian. Ông Phương và bà Tâm đã bình thản lắng nghe tòa tuyên án và nói với các luật sư rằng chúng tôi sẽ kháng cáo.